Chào cả nhà, chào anh em, chào các chiến hữu. Mình mới ra lò một em là máy 30, máy 30 giăng đông, ban đề thắng hơi lốc kê đầy đủ, tay bụng tay lớn. Đấy, đây là Diamo Sạc Bình, máy đứng mới nhá. Cái bụng nhá, bụng xài cáp 14, cùng thấp chắn đùi lớn. Vô lăng này đảm bảo cực nhẹ luôn, bút cực nhẹ, nhẹ như ô tô luôn. Thắng hơi số Cửu Long, số lớn 6 số. Đấy, đây thùng dầu Ben. Đó, bên kia là thùng hơi Ben 2T bên đỏ, Ben 2T bên đỏ nhé. Chút chút lỗ sâu là nói chung là đang còn đẹp. Cầu 5 tấn thắng hơi, xoay cực kỳ chắc chắn. Đèn nhé, có đèn được đầy đủ nhé, đèn còi đàng hoàng. Đấy, máy nó còn mới, máy giăng đông 30, máy chiếu bụng nhé. Anh em nào thiện chí thì alo cho mình nhé. Côn là côn lớn này, đây đây là bơm, bơm của bác. Đây là bình hơi, đây cực kỳ chắc chắn luôn, U12 ốp. Mình giờ đang quá nhiều, nhưng mà mình thấy đẹp thì mình cũng ôm. Đấy, chắc chắn lắm các bạn nhé. Đấy, còn cái bên này là Alpha L5 chưa sai, làm rất nhiều xe các bạn. Bút này, vô lăng này thì cực nhẹ luôn, vô lăng này bao nhẹ. Bạn biết là máy không nổ mà quay vô lăng được là biết rồi, cực nhẹ luôn.